Xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Sang đèn. Xin chào các bạn ha. Bây giờ những bạn nào chúng ta đang online, chúng ta cùng chào nhau với các bạn để chúng ta bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Xin mời các bạn. Rồi, những bạn nào chúng ta đang online, chúng ta cùng chào nhau để chúng ta bắt đầu cho buổi tối hôm nay các bạn nha. Ok. Những bạn nào chúng ta đang online, chúng ta chào nhau nhé các bạn. Ok. Xin mời các bạn chúng ta đang online, chúng ta chào nhau cái đi. Quên mất. Hello, chúng ta chào nhau các bạn. Chúng ta cùng để ý cái game mà tối hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi với nhau để ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam chúng ta giành chiến thắng các bạn nhé. Ok. Ok. Rồi, xin chào tất cả anh em, chào Quách Bảo Châu. Xin chào các bạn. Rồi, chào Huy Nguyễn nhé. Chào Nguyễn Trần Yến Khang, chào Nguyễn Minh Khoa. Chào Đặng Hoàn, chào Đức Huy. Chào Nguyễn Thái Bình, chào Nguyễn Mỹ Dung. Chào Johnny Nguyễn, Nguyễn Mạnh Trương, xin chào, chào Thành Luân. Nguyễn Tuấn Anh, xin chào, Lê Phước Trung, xin chào nhá. Xin chào tất cả anh em, chào Long Nguyễn. Chào Gon Bella. Chào Thư Bé. Hà Công Lê. Chào Trung Nguyễn, chào Nguyễn Mỹ Dung, chào Thần Linh đẹp trai, cảm ơn em. Chào Trần Hùng. Chào Linh Quang. Rồi, xin chào tất cả anh em, chào Quách Bảo Châu, chào Minh Trang. Rồi, chào Hồng Vân. Chúng ta cùng comment Việt Nam vô địch liên tục 10 lần thì chúng ta sẽ được cái một cái kem đánh răng AP24 nha các bạn. Chào Nguyễn Thái Bình. Nguyễn Hồng Vân gần đạt được rồi đấy. Nguyễn Chí Thành xin chào. Chúng ta cùng comment để chúng ta chào nha các bạn. Ok, xin chào. Hồng Vân. Chào Thanh Nguyễn. Chào Nguyễn Đức Trung. Chào Nguyễn Canh. Chào Linh Quang. Chào Thanh Huyền. Chào Thinh Nga Phạm. Chào Long. Chào Linh Quang. Tina Việt. Xin chào tất cả anh em. Lê Quang Tú xin chào nhé. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nói về 10 cái quy tắc để chúng ta dẫn dắt một cái đội nhóm ở phần 2. Bởi vì tối hôm qua chúng ta đã có một cái phần rồi ha. Xin chào Nguyễn Mỹ Dung. Chào Thư Béo. Nguyễn Mỹ Dung xin chào, chào Châu Nguyễn. Các bạn chúng ta đang online, chúng ta cùng vào, chúng ta chào nhau để bắt đầu buổi tối hôm nay các bạn nhé. Chào Thanh Nguyễn, Nguyễn Đức Trung, chào Nguyễn Cảnh, chào Linh Quang, chào Trần Hùng. Xin chào tất cả anh em. Chúng ta cùng vào chào nhau để cho bắt đầu buổi tối hôm nay nhé. Lê Quang Tú, chào Trần Hiền, chào Nguyễn Thiên Quỳnh, Thiên Tinh Quỳnh ha, xin chào. Đó. Xin chào tất cả anh em. Ok, chào Phùng Tỷ Tỷ, chào Nguyễn Mỹ Dung, Nguyễn Trần Yến Khang, chào Diễm Tây. Rồi, xin chào tất cả anh em. Hello, xin chào. Để coi. Rồi, chào Nguyễn Mỹ Dung nha. Rồi, xin mời các bạn chúng ta cùng share về 10 group để chúng ta nhận cái quà buổi tối ngày hôm nay. Xin chào tất cả anh em. Nguyễn Quốc Hải, Hải Quốc Oai, xin chào, chào Henry Nguyễn. Chào Phạm Thanh Toàn. Chào Phùng Tỷ Tỷ. Chào Su Ti Đỗ. Tối qua bị ao, mình không xem được phần 1. Tối qua vẫn coi được bình thường mà. Chào Nguyễn Khánh nhá. Chào Phùng Tỷ Tỷ. Xin chào tất cả mọi người. Ok, xin chào tất cả anh em. Chúng ta bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Chúng ta cùng chào nhau một chút để em đã comment 10 lần Thư Béo. Quan trọng là của em có bị ngắt quãng hay không. Tí nữa sẽ check. Nếu bạn nào mà chúng ta ngắt quãng thì chúng ta phải làm lại. Chúng ta comment lại cho khi nào đủ được liên tục mà không bị ngắt quãng là ok. Phan Thanh Toàn, xin chào. Henry Nguyễn, tối qua mạng em yếu không coi được. Ok, mình có thể coi lại được nha.
Vân Nguyễn đang comment Việt Nam vô địch liên tục. Chắc là dùng bằng máy tính mới comment nhanh vậy đấy. Rồi, đủ 10 lần nhé. Xin chào các bạn, chúng ta cùng chào nhau để chúng ta bắt đầu cho buổi tối ngày hôm nay. Rồi. Ok. Anh đẹp trai, Vân Nguyễn phải comment lại rồi bởi vì có người đã nhảy vào. Bạn Quỳnh Nga ghi là anh đẹp trai. Việt Nam vô địch. Chào Quỳnh Nga, chào Ái Dư. Chưa dư đâu. Xem lại đi. Chào anh Toản. Chào Diễm Tây. Bữa nay anh đẹp trai quá, cảm ơn em rất nhiều. Chào Phạm Anh Quân. Xin chào các bạn ha. Chúng ta cùng chào nhau để chúng ta bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Xin mời các bạn chúng ta cùng comment. Chúng ta về share về các group để chúng ta nhận cái phần quà cho buổi tối hôm nay. Ok. Vào cuối chương trình ha. Nguyễn Huy Hoàng xin chào. Chúng ta cùng chờ để cho mọi người vào đã. Chúng ta cùng chào nhau để chúng ta vào đã các bạn. Anh em nào chúng ta đang kinh doanh cái sản phẩm gì hay là dịch vụ gì thì chúng ta cũng có thể comment để giới thiệu về cái sản phẩm dịch vụ đó, hay là có những câu hỏi gì đó thì chúng ta cũng có thể comment, rồi sau đó lát nữa cuối chương trình có cái phần mà hỏi đáp đó thì mình sẽ cùng trao đổi và chia sẻ với tất cả chúng ta. Chào Nguyễn Văn Ngọc. Chào Thu Thương. Chào Trần Nhật Linh. Ái Dư. Lê Quang Tú. Chào Đức Mạnh nha, chào Hương Đầu Mùa, chào Trung Hoàng, chào Đức Mạnh. Rồi. Xin chào. Việt Nam vô địch. Đó. Ái Dư xin chào nha. Chào Huy Nguyễn. Ok, khoảng 2 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi tối hôm nay các bạn. 2 phút nữa chúng ta bắt đầu cho buổi tối ngày hôm nay. Ok, chào Quách Bảo Châu. Thủy Bét. Chào anh trai Kaka, cảm ơn em. Huy Nguyễn, xin chào. Anh em nào chúng ta đang vào sau mà chúng ta chưa chào nhau được ấy, chúng ta chào nhau các bạn. Để chúng ta bắt đầu buổi tối hôm nay ha. Rồi. Việt Nam vô địch, chúng ta comment liên tục để chúng ta nhận cái kem đánh răng AP24 miễn phí. Hôm nay làm game tặng cho mọi người để ủng hộ cái tinh thần Việt Nam, giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta ngày càng chiến thắng hơn. Bởi vì một trong những cái luật hấp dẫn đó, chúng ta phải liên tục chúng ta nói về cái điều đó để cùng ủng hộ, giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có cái tinh thần chiến đấu tốt hơn. Phạm Minh Hoàng xin chào. Chào Mai Hương. Thích anh cái đầu. Đội ngũ seeding rồi trúng sao là sao? Phạm Mỹ Duyên. Có đội ngũ seeding rồi trúng sao là sao ta? Anything xin chào. Quỳnh Nga đẹp trai của đi, cảm ơn em nhé. Chào Ngân Hồng. Nguyễn Huy Hoàng. Em share hơn 10 group rồi, inbox chụp hình lại inbox rồi để chúng ta nhận video, nhận cái tài liệu ha. Bảo Nguyễn xin chào, chào em. Ok, chào Út Thạch. Hải Quốc Oai, xin chào. Ok, xin chào các bạn. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi. Chúng ta còn 1 phút để chúng ta bắt đầu. Hôm qua thì mình có chia sẻ về cái 5 cái điều trước rồi. Còn hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp 4 điều, 5 điều còn lại nữa. Ôi, hôm qua em gửi 10 nhóm rồi mà quên không chụp. Không sao, inbox để chúng ta nhận tài liệu ha. Chụp hình lại xong rồi gửi inbox để chúng ta nhận tài liệu. Bùi Cung xin chào, chào em nhé. Nguyễn Huy Hoàng, dạ em lâu giờ em share hơn yêu cầu hơn nhiều rút rồi mà anh chưa tặng em kia. Inbox đi, inbox thôi, có thể nó đang vào ở trong cái tin nhắn chờ đấy, nên là không check nó không đủ đấy. Thì mình chụp hình lại, mình inbox lại nha để chúng ta nhận. Rồi Bảo Nguyễn xin chào, chào Khoa Khờ Khoa. Ok các bạn, xin mời các bạn chúng ta cùng share về các group để chúng ta bắt đầu cho buổi tối hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Xin chào Nguyễn Khá nhá. Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em. Chúng ta vào sau chúng ta cùng chào nhau để chúng ta bắt đầu buổi tối hôm nay các bạn. Nguyễn Hải Triều, Đồng Hương ở Hà Tĩnh hả? Thương Râu, em inbox rồi chưa thấy anh check ạ. Rồi ok, anh sẽ check. Tối hôm nay anh sẽ inbox vào cái Facebook của em và check và gửi lại cho em. Chào Võ Văn Hiền, chào Ngát Giang, Giang Ngát. Rồi ok.
Bây giờ thì hôm qua mình sẽ điểm lại 10 cái 5 cái điểm của ngày hôm qua mà mình nói về những cái quy tắc của một cái người leader để chúng ta dẫn dắt được nhóm đó. Thì đầu tiên là mình muốn những bạn nào mà chúng ta xem cái live buổi tối hôm qua mà chúng ta còn nhớ cái bài của tối hôm qua đó, thì chúng ta hãy comment về một cái điều mà chúng ta thích nhất trong cái buổi tối ngày hôm qua. Bởi vì trước khi mà chúng ta nói về những cái chủ nói về cái bài mới đó, thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy cùng ôn lại cái bài cũ của ngày hôm qua để chúng ta đảm bảo là chúng ta có một điều gì đó tối hôm qua, ngày hôm qua chúng ta đã lưu giữ lại được. Ok, nay anh trai đẹp trai vậy, xài Godex tốt quá, đúng là dùng cái xài Godex Spa ha. Chào Nguyễn Minh Thái, xin chào. Chào Vi Phan, Phan Vi. Rồi ok, hôm qua thì cái đầu tiên đó là mình chia sẻ là cái mục đầu tiên đó là phải nhìn nhận mọi được thấy cái cơ hội trong cái mọi cái thách thức. Đó là cái đầu tiên. Tức là khi chúng ta gặp đối với cái việc mà chúng ta một người leader, khi mà chúng ta dẫn dắt đội nhóm của chúng ta, thì thường xuyên chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Và cái điều quan trọng của một người đi kinh doanh hay là chúng ta dẫn dắt một cái đội nhóm đó là chúng ta phải nhìn thấy mọi cơ hội trong cái vấn đề. Tức là một cái vấn đề nó xuất hiện, chúng ta phải nhìn thấy được cơ hội của chúng ta bây giờ đó là gì. Chào Lê Ngọc Thanh, lâu quá. Tăng Kim Thi, xin chào. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải coi mọi cái vấn đề đó là chuyện bình thường. Và chúng ta cần phải xem đó, hãy xem nó giống như là một cái thách thức. Thì lúc đó cái việc mà để chúng ta vượt được qua những cái trở ngại, vượt qua những cái khó khăn nó dễ dàng hơn. Đúng không? Và chúng ta sẽ thấy rằng một cái điều đó là cái đám đông nó thường rất là nguy hiểm. Họ thường xuyên chỉ trích, soi mói, xoáy vào những cái vấn đề của chúng ta. Và cái điều quan trọng đó là họ sẽ không bao giờ đưa cho chúng ta được một cái lời giải pháp. Nên nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta cần phải tìm ra những cái giải pháp trong mọi vấn đề mà chúng ta vấp phải. Và điều thứ tư đó là chúng ta chỉ có thể thay đổi được hướng đi khi mà chúng ta đã bắt đầu di chuyển. Có khi chúng ta chỉ thay đổi được hướng đi khi mà chúng ta vận động. Nên là kể cả cái việc mà chúng ta viết được quảng cáo hay là chúng ta có quảng cáo hiệu quả hay không, nó phụ thuộc vào việc đó là chúng ta phải bắt tay và làm đã. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần đọc bài và chúng ta hiểu bài mà chúng ta không bao giờ thực hành, thì cái để mà chúng ta có được một cái hướng đi tốt nó rất là khó. Hay là khi mà chúng ta telesale cũng thế, chúng ta không thể telesale tốt được khi mà chúng ta chưa bắt tay vô làm. Ok các bạn? Chúng ta chỉ không thể nào làm hiệu quả được khi mà chúng ta chưa bắt tay vào làm. Giống như một con thuyền ấy, nó chỉ bắt đầu đổi hướng đi được khi nó bắt đầu phải bước ra khỏi, nó phải bước ra khỏi cái bến đỗ của mình, thì lúc đó mới có thể thay đổi được hướng đi. Còn nếu nằm một chỗ đó thì không thay đổi được hướng đi được. Nên chúng ta chỉ thay đổi được cái phương pháp, chỉ thay đổi được cách làm khi chúng ta đã bắt tay vào làm rồi, thì cái mọi phương pháp, mọi cái lời giải chúng ta mới có thể phù hợp được. Và điều thứ năm đó, đó là chúng ta luôn cái đưa cái trong cái team của chúng ta, trong cái đội ngũ của chúng ta, đó là về những cái giá trị ở đây ấy. Thứ nhất đó là về cái sự tôn trọng, về cái sự khiêm tốn này, rồi về cái sự thật, về cái tính trung thực, và đặc biệt là về cái sự trung thành và cái lòng yêu thương. Đó là những cái giá trị mà chúng ta cần phải đưa vào trong cái team của mình. Bởi vì mọi cái khen thưởng, kỷ luật thì nó đều có một hệ số về KPI để chúng ta quản lý. Khen thưởng thì chúng ta đều dựa trên cái đó. Nhưng để mà những cái giá trị, đó là những cái giá trị vô hình mà chúng ta cần phải đưa vào trong cái team của chúng ta, để nó tạo thành một cái chất kết dính để giúp cho cái team của chúng ta nó hoạt động tốt hơn. Thì đó là về những cái giá trị như sự tôn trọng giữa con người với nhau, dù đó là ở vị trí nào, ở cấp bậc nào, thì chúng ta luôn đảm bảo được cái team của mình luôn có mọi người có được cái sự tôn trọng, cái sự trân trọng lẫn nhau. Cái thứ hai đó là về cái sự khiêm tốn. Dù cái thành quả chúng ta có thể làm tốt đến bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta luôn giữ một cái sự khiêm tốn. Bởi vì khi chúng ta có cái sự khiêm tốn đó thì chúng ta mới có thể học hỏi lẫn nhau được. Ok, xin chào Duyên Trần nhé. Thì đó là tôi nốt lại về những cái về 5 điểm của ngày hôm qua. Và bây giờ cái điểm thứ 6 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là những người bán hàng xuất sắc các bạn. Những người bán hàng xuất sắc thì họ có một cái điểm chung như thế này. Không biết là các bạn đã sẵn sàng cho cái điều này chưa? Tại sao đối với cái người lãnh đạo tôi lại nói về cái nghệ thuật về bán hàng? Bởi vì thế này, với một người bán hàng xuất sắc đó, họ có một cái điểm rất chung mà chúng ta sẽ nhìn thấy được họ. Và cái điểm về đối với một người mà lãnh đạo thì cái kỹ năng bán hàng của họ lại càng quan trọng hơn. Bởi vì khi mà họ truyền tải cái giấc mơ của cái doanh nghiệp của mình, truyền tải về cái tầm nhìn, truyền tải về cái sứ mệnh của công ty của mình, thì có nghĩa rằng là họ đang bán cái giấc mơ của mình cho toàn đội ngũ, để cho toàn đội ngũ họ có thể thấy được. Và đối với một người lãnh đạo phải thuyết trình được, phải chia sẻ được, phải bán được cho tất cả đội ngũ của mình. Và mọi người hay còn nói rằng là làm thế nào để chúng ta có thể bán được cái con đường, chúng ta phải làm cho, thuyết trình cho cái người mù đó, họ thấy được con đường đi. Đó là cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải có được. Vậy thì
Đối với cái một cái người mà lãnh đạo đó thì họ cần phải có kỹ năng bán hàng rất xuất sắc. Và một người bán hàng xuất sắc là họ có một điểm chung. Thứ nhất đó là họ yêu quý con người. Vậy thì và chúng ta cũng thấy rằng là khi mà chúng ta muốn lãnh đạo, chúng ta muốn dẫn dắt được một cái team đó, chúng ta phải có cái lòng yêu thương con người các bạn. Bởi vì chúng ta không có lòng yêu thương con người đó thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta dẫn dắt được một đội ngũ. Bởi vì khi chúng ta làm việc với một cái team, đó là chúng ta làm việc giữa con người với nhau. Và thì giữa con người với nhau đó thì lúc này nó cần nhất đó là tình yêu thương con người. Bởi vì cái tình yêu thương giữa con người với nhau nó giúp cho đội nhóm của chúng ta khăng khít lại với nhau, đoàn kết lại với nhau và gắn chặt lại với nhau. Và chính những cái đó nó tạo chúng ta một cái cảm hứng, tạo cho chúng ta một cái chất xúc tác để thúc đẩy đội nhóm của chúng ta đi lên. Nên là cái đầu cái số 5 số 6 ở đây đó, đó là về cái người bán hàng xuất sắc thì họ có một điểm bán điểm chung đó là họ yêu quý con người. Họ có sự cảm thông dù chúng ta rất kỷ luật. Ví dụ như tất cả những cái thành viên mọi người khi mà đến cái team của tôi thì thấy đó là chúng tôi làm cái kỷ luật rất là gắt gao, và ngay từ những cái ngày đầu tiên là chúng ta làm cái kỷ luật và mọi người hay nói là phát xít quá. Thì nếu mà đơn giản mà một người nhìn ngoài vào đấy, họ cảm thấy rằng là ồ tại sao cái đội ngũ này họ phát xít như thế. Thực ra nếu mà chúng tôi chỉ đơn thuần mà phát xít mà không đặt giá trị về con người vào trong đó thì nó sẽ dẫn tới là cái đội nhóm nó sẽ không phát triển được, nó sẽ tạo nên cái sự đối nghịch, tạo nên cái sự phẫn nộ, và cái đội nhóm đó cũng sẽ rất khó để mà phát triển. Vậy thì cái mà để chúng tôi làm được sự kết nối lại với nhau giữa con người, dù cái kỷ luật rất gắt gao, mọi người rất nghiêm chỉnh, rất tuân thủ về các quy tắc mà chúng tôi đã được đặt ra, bởi vì như thế này đó là chúng tôi luôn đặt nặng về cái con người đó, chúng tôi luôn làm cho những cái thành viên ở trong team đó là để thể hiện một cái sự yêu thương với nhau. Và tất cả những điều đó chúng ta chỉ làm được khi mà tất cả thành viên ở trong cái ban lãnh đạo, những cái thành viên gọi là những người leader đó, nó phải thể hiện được cái điều đó và cho mọi người nhìn thấy được điều đó và cảm nhận được cái điều đó, thì lúc đó đội ngũ mới cảm được cái việc điều đó các bạn. Rồi ok, cái thứ hai đó là họ phải có một cái sự cảm thông này và sự thấu hiểu. Cảm thông và phải thấu hiểu, có là chúng ta cái cảm thông ở đây không có nghĩa rằng là khi họ phạm luật là chúng ta không xử phạt họ. Không có nghĩa rằng là chúng ta đồng ý với những việc mà người ta làm những điều nó không tốt. Ví dụ như một thành viên mà họ vi phạm về một cái sự chính trực, có là họ nói một đường nhưng họ làm một nẻo, thì điều đó chúng tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ để tồn tại ở trong cái đội ngũ của mình. Kể cả người đó bán doanh số cao bao nhiêu đi chăng nữa, người đó có thể tạo ra nhiều cái thành tích cao đi chăng nữa, nhưng chúng tôi không để lại ở trong cái đội ngũ nếu như họ vi phạm lần thứ nhất, vi phạm lần thứ hai. Bởi vì điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến toàn team và ảnh hưởng đến cái việc mà sau này để phát triển một cái team nó lớn mạnh hơn, cái điều đó nó sẽ rất khó. Nên đối với một người vi phạm về cái sự chính trực trong cái hoạt động của công ty thì dù cái kết quả của họ đóng góp lớn đi thế nào đi chăng nữa, đầu tiên chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện và trao đổi với họ để họ bỏ qua cái đó, họ từ bỏ cái đó. Nhưng nếu họ vẫn cố tình họ vi phạm về điều đó thì chúng ta phải chấp nhận mất người đó và chấp nhận là người này không thể ở lại ở trong team. Thì đó là có là cái kỷ luật đó, nhưng mình cần phải thấu hiểu, mình phải cảm thông. Nhưng cái sự cảm thông đó không có nghĩa rằng là chúng ta chấp nhận những cái lỗi lầm của họ, chấp nhận những cái việc mà làm nó không được tốt ở lai lỏi ở trong cái thành viên ở trong team của chúng ta. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải làm rõ được. Cái sự thông cảm ở đây đó là gì? Có nghĩa rằng là có những người, ví dụ như trong cái team của mình đó, có những người là họ có con nhỏ, đúng không nào? Là có là họ có gia đình, thì có thể họ nói rằng là buổi sáng họ cần phải chăm sóc con, họ phải đưa con đi học, thì 10 giờ sáng họ mới đến làm việc với công ty được. Ok, mình có thể chấp nhận cái điều đó cơ. Nhưng sau 10 giờ, 10 giờ 1 phút là cũng không được. Có là mình cho họ sắp xếp, rồi họ làm đến buổi chiều có thể 4 giờ họ về, họ đưa con nhỏ về rồi, ok các bạn. Chúng ta cũng thoải mái về cái điều đó. Nhưng đến tối họ cho con ngủ rồi đến 8 giờ thì bắt đầu từ 8 giờ cho đến 10 giờ họ làm. Hoặc là trong ngày đó họ phải vượt cái KPI. Về cái thời gian đó chỉ là một cái phần thôi, nhưng nó không phải là cái quyết định quan trọng nhất. Cái quan trọng đó là những người này họ vẫn làm ra cái kết quả, họ vẫn tạo ra cái doanh số. Ví dụ như có những người là họ như thế này các bạn, là họ có cái người thân ở ở ví dụ như họ có cần phải di chuyển, ví dụ như họ phải đi họ làm việc được khoảng tầm 10 ngày thôi, nhưng sau đó có 20 ngày trong có là trong một năm như vậy họ có một cái thời điểm nào đó họ cần đi thăm người thân, thăm gia đình, và họ có một cái khoản cần một cái khoảng thời gian ví dụ như 20 ngày chẳng hạn, thì chúng tôi cũng sẵn sàng với cái điều đó. Nếu như trong 10 ngày đầu tiên họ làm vượt qua cái KPI, họ vượt qua cái doanh số mà họ vượt qua cái mục tiêu mà họ đề ra,
thì lúc đó chúng tôi cũng rất là thoải mái về điều đó. Vậy thì ở đây đó chính là cái sự thông cảm. Hay là khi người ta có bố mẹ ở bệnh tật phải vào thành phố Hồ Chí Minh phải chữa bệnh, hay là có những cái thời gian họ cần phải có, đúng không? Thì lúc đó mình cần phải thấu hiểu, mình cần phải biết được là người ta đang có vấn đề thực sự. Nhưng nếu chúng ta phát hiện rằng là điều đó không phải là sự thật, mà chỉ đơn giản đó là dùng cái đó ha, dùng cái đó chỉ là một cái gọi là lách luật để mà được nghĩ đấy, để được nghỉ làm, mà bằng việc thay vì không phải là do người nhà ốm, không phải là do người này người kia, mà đó là hành động che giấu để đi chơi chẳng hạn, thì đối với trường hợp này thì chúng tôi sẽ cho nghỉ luôn các bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận với việc mà nói dối, bởi vì chúng tôi rất sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng và chúng tôi rất thấu hiểu, và chúng ta luôn phải đặt nặng và chúng ta phải hiểu, thấu hiểu được cái đội ngũ của chúng ta đang làm gì, đang làm như thế nào. Và khi chúng ta thấy làm được những cái điều đó tốt rồi mà dựa trên cái đó mà họ lừa dối, thì lúc đó chúng ta không nên giữ những người đó, bởi vì họ không tôn trọng cái những cái quy tắc của trong thành viên của team của chúng ta. Thì đó là cái điều số 6. Ok các bạn. Rồi, và chúng ta hãy nhớ này, tất cả những cái người bán hàng xuất sắc ở đây đó, họ biết chào hàng bằng tất cả tấm lòng và giải thích rất sống động về việc mỗi cá nhân khách hàng có thể hưởng lợi những sản phẩm như thế nào từ việc mà họ bán hàng. Ở đây nói như thế nào các bạn? Ví dụ như khi mà tôi bán một cái sản phẩm về cái máy spa giúp làm giảm nếp nhăn cho khách hàng của mình, làm giảm nếp nhăn cho khách hàng của mình, thì thường tôi làm như thế này. Đó là tôi sẽ gọi cái video call cho khách hàng của mình. Thì khi đó mình nhìn thấy đó, bởi vì cái sản phẩm nó có nhiều tác dụng các bạn, thì lúc đó mình nhìn vô mình thấy cái khóe mắt của họ này nó bị nhăn, thì lúc đó mình phải cho họ thấy được là chị ơi, ví dụ như bây giờ với độ tuổi 35 mà da của chị nhăn như thế này á, có nghĩa rằng là bây giờ cái máy này, cái máy Galvanic này á, là chị bắt đầu chị đi, các bạn xem những cái video của tôi là các bạn sẽ thấy là chị phải đi, có nghĩa là mình phải mô tả cho họ thấy một cách rõ ràng chị đi như thế này đó, chị cầm cái máy chị miết ở đây thì khoảng tầm 5 đến 7 ngày là bắt đầu cái da của chị ở đây nó sẽ căng, nó mịn và nó bóng. Tức là mình phải giải thích để cho họ thấy được, họ hiểu được. Rồi sau đó mình mới giải thích cho họ là chị có thấy là tại sao những người mà độ tuổi 35, có những người 40, 50 nhưng da họ vẫn căng bóng, nó vẫn sáng, vẫn mịn không? Thì ngoài cái việc mà chăm sóc bên ngoài, đó là khi mà tôi tư vấn đối với cái những sản phẩm ở bên ngoài rồi mình bán những sản phẩm bên trong, thì lúc đó mình nhìn cái sắc tố da của họ nó không được sáng, nó không được có sức sống. Có là nó vẫn trắng, nó vẫn đẹp đấy, nhưng nó không có một sức sống, nó không tạo được một cái sức cuốn hút với cái làn da của họ. Thì đó là tôi phát hiện ra đó là cái yếu tố bên trong, đó là những cái lục phủ ngũ tạng của họ nó không được hiệu, không được tốt, và những cái yếu tố về gen ở bên trong họ hoạt động không được hiệu quả nữa. Thì lúc đó mình cần phải tư vấn và mình cho họ thấy được cái giá trị của sản phẩm của mình mang lại cho người ta. Thì lúc đó tôi nói rằng là cái tại sao quần da chị bây giờ nó không được sáng, nó không được hồng hào, bởi vì một điều đơn giản, đó là 20% sự làm đẹp đó là xuất hiện từ bên ngoài và 80% từ bên trong. Đó là những con người mà thể dục thể thao nhìn ra họ lúc nào ửng hồng hơn, và họ có một chế độ dinh dưỡng tốt thì có phải là cơ thể của họ tốt, thì lúc đó da của họ nó sáng, nó mịn hơn. Vậy thì cơ thể của chúng ta khi ngày càng lớn lên á, thì các cái collagen của chúng ta nó bắt đầu đã giãn ra rồi. Tôi bắt đầu mình giải thích cho họ về điều đó. Thì khi mà chị uống cái sản phẩm đó là cái Waspen ấy, thì nó sẽ tác động vào một cái ngàn gen trẻ và giúp các cái gen này ấy, cái gen của chúng ta nó đã già đi rồi, thì nó làm cho nhăn nheo, nó dễ nhăn thôi. Giống như việc mà chúng ta bóc cái cao su mà nó cái độ đàn hồi nó yếu đó, thì nó nhăn luôn. Nhưng nếu mà độ đàn hồi nó mạnh đó, thì chúng ta chỉ bóc lại, sau đó chúng ta giả ra cái này nó căng lại. Thì giống như da của em bé nó cũng thế. Thì đầu tiên chúng ta bóc như thế này thì nó nhăn lại, nhưng thả ra thì nó lại căng trở lại. Thì đó là cái bắt đầu mình phải giải thích và cho họ hiểu được cái điều đó, họ cảm nhận và họ thấy được điều đó, thì lúc đó họ sẽ mới mua sản phẩm của chúng ta. Thì đó là đối với một người bán hàng thì chúng ta cần phải cho họ nhìn thấy được điều đó. Vậy thì quay trở lại ở đây, đối với một người lãnh đạo, đối với người leader, mà chúng ta cần phải làm được ở đây đó chính là gì? Đó là chúng ta cần phải cho họ thấy được cái giấc mơ của họ, cho họ thấy được cái tương lai khi mà họ làm việc cùng với mình, họ làm việc với cái tổ chức này, họ đang chinh phục điều gì. Nếu như chúng ta cho họ thấy rằng là chúng ta đang xây dựng nên một cái tòa nhà cao nhất thế giới, thì lúc đó họ tưởng cảnh tượng, họ hình dung được là bây giờ tôi đang làm công nhân, tôi đang làm một cái phụ hồ rồi, nhưng cái người phụ hồ này đang đóng góp một cái phần, đó là xây nên một cái tòa nhà cao nhất trên thế giới. Thì lúc đó họ sẽ cảm thấy tự hào, họ cảm thấy hạnh phúc, và họ biết là mỗi ngày họ đang làm nên cái điều gì. Thì lúc đó làm cho họ có động lực hơn, họ cảm thấy tự hào hơn. Khi dù đơn giản đó là một cái công việc của họ, là chỉ đơn giản đó là làm một cái việc thợ hồ thôi.
Vậy thì ở trong công ty chúng ta cũng có rất nhiều cái vị trí như vậy, nhưng chúng ta cần phải cho đội tất cả thành viên trong đội ngũ họ hiểu được là họ đang làm nên cái điều gì, thì lúc đó họ cảm thấy tự hào, họ cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó họ mới làm mạnh lên được. Ok các bạn, thế đó là cái điều số 6 đối với một người leader chúng ta phải làm được, đó là chúng ta phải trở thành những người bán hàng xuất sắc. Và ở đây đó là chúng ta cần phải yêu quý con người, chúng ta cần phải thấu cảm, chúng ta cần phải thấu hiểu về con người để chúng ta hiểu được cái điều họ đang mong muốn, cái họ đang cần đó là gì. Ok, xin chào bạn Chu Mạnh Đức. Và nếu chúng ta cảm thấy cái điều này nó mang lại giá trị chúng ta thì chúng ta hãy comment các bạn. Chúng ta hãy comment về cái điều này. Rồi, điều số 6. Chào Chu Mạnh Đức, chào Sơn Vi. À, và chúng ta hãy comment Việt Nam vô địch để chúng ta ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam các bạn. Rồi, chào Hưng An, chào Phạm Phong, Phạm Hồng Lê Nam, chào Hoàng Yến. Bạn nào không muốn lấy quà thì cho mình comment xong hãy comment nhé. Chân thành cảm ơn. Hương Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa xin chào. Mình chờ nãy giờ thấy mọi người không comment, mình mới comment mà vẫn dính này ha, đáng yêu quá. Cứ comment chơi cho vui cùng ủng hộ thôi. Và xin mời các bạn chúng ta hãy share về 10 group để chúng ta nhận quà vào cuối chương trình nhé các bạn. Tại sao không để comment xong comment ngoan mà em Việt Nam vô địch. Xin chào tất cả bạn ha. Rồi xin chào các bạn, chúng ta cùng comment về một cái giá trị điều số 6 mà tôi vừa mới chia sẻ xong. Chúng ta hãy comment về cái giá trị số 6, đó là những người bán hàng xuất sắc đều mà có điểm chung đó là họ yêu quý con người. Chúng ta hãy comment họ yêu quý con người ha, họ yêu quý con người. Hồ Nguyễn, chúng ta chơi vui thôi, chơi vui thôi để ủng hộ cho Việt Nam thôi mà, đúng không? Hãy comment về giá trị đó là hãy yêu thương con người đó, họ yêu quý con người đó, họ yêu quý con người. Thôi em bị đánh dấu là spam rồi, không sao, mình cứ comment. Bạn sẽ có bạn link, bạn sẽ mở cho bạn link, bạn sẽ mở cho chúng ta. Rồi, và điều cái này này, cái những cái điều cuối cùng đó là nó liên quan về cái việc mà chúng ta bán hàng nhiều hơn, về những cái tư duy, về những cái cách thức. Bởi vì những người lãnh đạo thường là những người mà có kỹ năng bán hàng rất xuất sắc các bạn. Rồi, và cái điều số 7 ở đây đó là tôi không bán các sản phẩm đã có sẵn. Này, ở đây mình muốn ghi lại bởi vì hôm nay mình muốn nốt ra cho chúng ta những điều nó rõ ràng. Thứ hai đó là tôi đặt câu hỏi và lắng nghe này, khách hàng cảm thấy được coi trọng và quan tâm thực sự, và tôi cũng vậy. Nên ở đây đó các bạn, là cái sản phẩm, ví dụ như mình bán những cái thực phẩm về bổ sung, đó là những cái sản phẩm nó có rất nhiều cái tác dụng các bạn. Hay là những cái sản phẩm về làm đẹp cũng thế, cái độ tuổi 18 cho đến độ tuổi 20 thì họ cần một cái làm đẹp khác, nhưng độ tuổi 22 cho đến độ tuổi 25 lại khác, nhưng độ tuổi 25 đến 35 nó lại 30 lại khác, 30 đến 35 khác, 35 đến 40 lại khác, 40 đến 45 lại khác, 45 đến 50 lại khác. Có nghĩa là những cái độ tuổi khác nhau, cái nhu cầu họ khác nhau, dù sản phẩm của chúng ta thường một cái sản phẩm nó giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng chúng ta cần phải lắng nghe để chúng ta thấu hiểu rằng điều họ đang mong muốn, điều họ đang cần ở cái sản phẩm của chúng ta đó là gì. Thì nên là cái việc đầu tiên khi mà tôi nói chuyện với khách hàng đó là tôi luôn dành cái thời gian đầu tiên đặt ra các câu hỏi và phải lắng nghe điều họ thực sự mong muốn đó là gì. Ví dụ như có những khách hàng đầu tiên họ chỉ hỏi tôi mua cái sữa rửa mặt thôi, nhưng lúc đó đó, sau khi mà tôi nói chuyện một hồi, tôi nghe họ chia sẻ, họ nói về những cái vấn đề, thì tôi mới hiểu ra rằng là cái khách hàng này này, cái của họ không phải là mua cái sữa rửa mặt, mà cái của họ đang vấn đề thực sự đó là da của họ bây giờ đang rất bị nhạy cảm, và người ta đã đi dùng rất nhiều cái phương pháp để trị mụn rồi nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Thì lúc đó mình thấy rằng là cái vấn đề của họ không phải đơn thuần là rửa mặt không thôi, mà cái của họ đang cần đó là cần phải thay đổi về những cái yếu tố về gan, về thận, bởi vì những cái lục phủ ngũ tạng ở bên trong họ đang không được ổn, nó mới dẫn tới đó là bị mặt bị nổ quá nhiều, và cái sắc tố da về những cái yếu tố về bên trong cơ thể của họ nó không được tốt, mới dẫn tới đó là bị nhạy cảm và bị phản ứng rất nhiều với những mỹ phẩm. Thì lúc đó là mình cần phải thay đổi, đó là phải cân bằng lại về cái nội tiết tố từ bên trong đã. Và để mà cân bằng những yếu tố về nội tiết tố bên trong đó thì cần những cái sản phẩm gì. Thì lúc đó mình không thể bán cho họ cái bộ chăm sóc da được, mà mình cần phải giúp họ giải quyết được vấn đề bên trong. Thì thường lúc đó tôi mới nói với khách hàng đó là anh hay là chị cần phải đi bác sĩ khám tổng quát để xem ở bên trong của họ là có những căn bệnh gì, họ gặp những cái vấn đề gì. Thì khi mình biết được là họ đang gặp những căn bệnh gì đó, họ gặp những cái vấn đề gì, thì lúc đó mình mới có được những cái hướng đưa ra cho họ những cái giải phẩm, sản phẩm giải quyết một cách triệt để. Rồi từ đó bắt đầu mình mới xem những cái sản phẩm của mình có những cái sản phẩm nào thực sự giải quyết được vấn đề cho họ. Vậy thì chúng ta cần phải đưa ra cho họ những cái giải pháp để thực sự giải quyết được vấn đề cho họ. Ok các bạn, thì lúc đó chúng ta mới có thể bán hàng tốt được. Và khi mà vấn đề của, bởi vì thế này,
cái việc mà chúng ta bán hàng, chúng ta kinh doanh, bạn Trần Nhật Linh là hiện tại có hai bạn người đã comment đủ rồi. Ok, có là hai người được tặng kem đánh răng AP24 rồi các bạn ha. Còn ba người nữa. Thì ở đấy các bạn, là khi mà chúng ta bán hàng á, chúng ta không phải bán một lần. Chúng ta không phải bán hàng một lần các bạn, mà chúng ta cần bán hàng cho họ cả cuộc đời. Bởi vì cái quan điểm của tôi, khi mà tôi bán hàng, tôi không bao giờ tôi bán một lần. Bởi vì mình bán cho họ một lần, chúng ta chỉ được lúc đó, chúng ta giống như là lấy tiền quảng cáo, chúng ta chạy ra được một cái data khách hàng, sau đó chúng ta bán được lúc đó thôi. Nhưng cái giá trị đơn hàng của chúng ta lớn nhất, đó là khi khách hàng tiếp tục quay lại mua chúng ta lần thứ hai, mua tiếp tục lần thứ ba. Và đặc biệt quan trọng hơn, đó là nếu như mỗi tháng khách hàng đều mua cái sản phẩm của chúng ta đó, thì cái doanh số chúng ta ngày càng tăng trưởng lên mà chúng ta không tốn cái chi phí. Chúng ta không tốn chi phí. Đó mới là điều cái quan trọng. Nên lúc này chúng ta cần phải thấu hiểu được khách hàng, đặt ra những cái câu hỏi để chúng ta biết được là khách hàng thực sự đang gặp vấn đề gì. Bởi vì khi mà chúng ta biết được khách hàng vấn đề gặp vấn đề gì và chúng ta giải quyết được một cách triệt để về vấn đề khách hàng của chúng ta đang mắc phải, thì lúc đó khách hàng tiếp tục mua sản phẩm số 2, mua sản phẩm số 3 và tiếp tục mua của chúng ta liên tục. À, ví dụ như khi mà tôi coi bán cái sản phẩm kem đánh răng, thì khách hàng của tôi mua lại rất nhiều, có hai vợ chồng. Thì một cái người chồng á, thì dùng rất là hiệu quả, và cái người vợ thì họ nói với tôi là sao chị dùng á, thì nó không được hiệu quả, nhưng chồng của chị là dùng là hiệu quả ngay cái tháng đầu tiên luôn. Thì lúc đó bắt đầu tôi mới coi cái răng của chị đó. Thì tôi coi video mình chat FaceTime mà mình nhìn thấy đó, thì mình nói với chị thế này này: à, đây là cái màu trắng bản gốc của răng của chị rồi. Thì cái chị dùng được khoảng một tháng đầu tiên thì thấy nó trắng lên, nhưng nó trắng lên về đúng cái bản chất của răng của chị thì nó không thể trắng hơn được nữa, bởi vì nó chỉ đưa về trắng đúng cái mức độ của răng thôi. Và chị chỉ thấy rằng đó là răng của chị nó sạch hơn, nó không còn hôi miệng nữa, và cái mảng bám nó không còn nữa. Thì đó là cái mà họ thấy được. Có là mình cần phải thấu hiểu. Rồi sau đó khi mà bắt đầu mình FaceTime thì mình mới thấy rằng là ở cái làn da của họ bắt đầu nó có những cái vết nhăn. Thì những vết nhăn đó bắt đầu mình mới chia sẻ và mình nói với họ là em thấy rằng là, bởi vì lúc đó mình thấy là cái sắc tố da của họ nó không được tốt đó các bạn. Chào Lê Mỹ Duyên nhé, xin chào Yến Hoàng, xin chào các bạn. Thì lúc đó bắt đầu mình mới nói họ là nên đi khám bệnh. Thì bắt đầu khi mà khách hàng của mình họ đi khám bệnh đó, thì họ mới phát hiện ra đó là họ bị vấn đề về dạ dày. Thì lúc đó mình mới giải thích về cái nguồn nước, về cái nguồn ăn uống. Thì các bạn biết là họ tiếp tục lại mua cái mình của cái máy lọc nước, bởi vì họ lên cái Facebook của mình họ thấy mình nói về những cái máy lọc nước. Vậy thì cái ở đây đó là chúng ta cần có một sự quan tâm sâu sắc đến đối tượng khách hàng của chúng ta. Và khi mà bắt đầu họ có một cái biểu hiện gì, họ gặp một cái vấn đề gì, họ luôn tìm đến chúng ta để nhờ cái lời tư vấn của chúng ta. Bởi vì nên những lúc này đó là chúng ta cần phải học về, hiểu về sản phẩm, hiểu về những cái vấn đề trong cuộc sống, và chúng ta cần phải gia tăng về việc học để chúng ta có một cái sự hiểu biết sâu và rộng, để chúng ta có thể tư vấn được cho khách hàng và chúng ta trở thành như một cái điểm tựa để khách hàng khi gặp một cái vấn đề gì họ luôn tìm đến chúng ta nhờ chúng ta tư vấn, thì lúc đó họ sẽ luôn tin tưởng và họ lựa chọn mua cái sản phẩm của chúng ta. Nên ở đây đó gì? Đó là chúng ta không bán những sản phẩm mà chúng ta đang có sẵn, mà chúng ta cần phải đặt ra những câu hỏi và chúng ta lắng nghe để khách hàng cảm thấy được coi trọng và họ cảm thấy rằng là họ được quan tâm một cách thực sự. Rồi, trong quá trình mà chia sẻ nói chuyện với họ đúng không ạ? Thì có những người họ nói rằng là Linh ơi, bố mẹ chị bây giờ là già yếu rồi, bị bắt đầu về xương khớp. Thì bắt đầu mình hỏi về vấn đề của xương khớp của họ như thế nào. Có là mình hỏi kỹ để mình biết rõ được vấn đề, để từ đó mình đưa ra những cái sản phẩm nào phù hợp cho cái khách hàng của mình. Thì lúc đó chúng ta cần không bán những sản phẩm có sẵn, mà chúng ta bán những cái giá trị, để bán những cái giá trị mà của sản phẩm chúng ta để giải quyết được vấn đề cho khách hàng. Ok các bạn. Và nếu các bạn nào chúng ta cảm thấy cái điều này nó mang lại cái giá trị cho chúng ta thực sự, thì chúng ta hãy comment. Giống như việc của chúng ta trong cái phần live của ngày hôm qua, tôi có chia sẻ với các bạn đó, là chúng ta cần phải thấu hiểu được cái người làm việc cùng với mình, thấu hiểu được những người nhân sự làm việc cùng với mình, họ đang mong muốn gì, họ đang tương lai họ sẽ trở thành ai, họ sẽ trở thành người như thế nào. Có nghĩa là chúng ta cần phải thấu hiểu, chúng ta cần đặt ra những câu hỏi lắng nghe để biết điều họ thực sự mong muốn đó là gì. Thì lúc đó đội ngũ nhân sự chúng ta họ cảm được cái điều đó quá, thì họ mới nỗ lực, họ làm việc hết mình. Thì lúc đó cái đội nhóm của chúng ta mới phát triển được. Ok các bạn. Rồi. Ok, rồi bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment về cái điều số 7 này. Đó là tôi không bán các sản phẩm có sẵn, và tôi đặt câu hỏi và lắng nghe. Hãy comment về đặt câu hỏi và lắng nghe. Đặt câu hỏi và lắng nghe thực sự. Rồi, chào em. Chào Trần Quang Tiến, anh Linh Trễ. Trẻ ra quá. Nguyễn Anh Vinh. Đúng rồi, đừng hay quá. Phụng Tì Tì. Đặt ra những câu hỏi và lắng nghe.
đặt ra những câu hỏi và lắng nghe. Và khi chúng ta đặt ra những câu hỏi và lắng nghe đó, thì chúng ta đặt ra những câu hỏi và lắng nghe. Các bạn xin lỗi một chút là vừa có một cái điện thoại thì tôi sẽ tắt cái... Rồi, ok, xin lỗi các bạn. Chúng ta hãy comment đặt câu hỏi và lắng nghe. Ha, đặt câu hỏi và lắng nghe. Chúng ta đặt câu hỏi và lắng nghe. Nên á, là khi mà chúng ta có biết đặt những câu hỏi và chúng ta lắng nghe, chúng ta hiểu được cái thực sự họ mong muốn là gì, thì chúng ta mới đưa ra được những cái sản phẩm nó phù hợp cho cái khách hàng của chúng ta. Làm như thế, làm thế nào trẻ đẹp trai ra như vậy, anh Linh đây nhỉ? Dùng cái máy Galvanic Spa này, rồi dùng cái máy rửa mặt Lumi Spa này, rồi dùng cái Aerobe này, rồi uống cái Washband bên trong G3 thì nó sẽ trẻ ra thôi. Ok. Đó. Nên là khi chúng ta thực sự hiểu được cái khách hàng họ gặp vấn đề gì rồi, thì lúc này chúng ta đang đưa cho họ một cái giải pháp giống như là một người bác sĩ các bạn. Là chúng ta phải bắt được bệnh của khách hàng. Chúng ta phải bắt được bệnh của khách hàng. Bắt được bệnh khách hàng thì khi mà chúng ta biết họ có những cái căn bệnh gì rồi, thì chúng ta đang đưa cho họ một cái liệu trình, giống như là đưa cho họ một cái liệu trình điều trị. Vậy thì với một bác sĩ kê đơn cho họ thì họ không thể nào mà từ chối được, đúng không ạ? Và thực tế khi làm đó, tôi phải đưa ra những cái, có phải những cái phương pháp nó chính xác, thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề thực sự. Và khách hàng họ giải quyết được vấn đề thực sự đó, thì họ dùng cái sản phẩm của chúng ta và họ thấy hiệu quả. Họ thấy hiệu quả một cách rõ rệt thì lúc đó họ quay lại, họ mua hàng. Và thậm chí những người bạn bè của họ, họ thấy vấn đề của họ được giải quyết, họ sẽ tự lan truyền với nhau và chúng ta bán cho họ. Nhưng không phải chỉ một mình họ, mà đằng sau con người đó sẽ có rất nhiều con người khác. Có ông, bà, bố, mẹ, anh, chị em, bạn bè, đối tác. Bởi vì họ thấy có những thay đổi nó rất rõ rệt, thì việc mà chúng ta bán hàng nó hiệu quả hơn. Ok các bạn, thì đó là chúng ta cần phải đặt ra những câu hỏi và lắng nghe thực sự. Hãy nhớ nha, đặt ra những câu hỏi và lắng nghe thực sự. Lắng nghe thực sự nhé các bạn. Lắng nghe thực sự. Rồi, điều số 8 này. Điều số 8 này. Xin mời các bạn chúng ta share về 10 group để chúng ta nhận cái quà tặng cho buổi tối nay. Xin mời các bạn chúng ta share về 10 group để chúng ta nhận quà tặng tối nay. Và chúng ta hãy comment đặt ra những câu hỏi và lắng nghe thực sự. Đặt ra những câu hỏi và lắng nghe thực sự. Đặt ra những câu hỏi và lắng nghe thực sự. Rồi, cái điều số 9 mà hôm nay tôi muốn chia sẻ nó rất thích nha các bạn. Nó rất hay. Hương Giang, sao em bình luận của em bị spam? Của em được rồi mà, đâu sao đâu. Nha. Đặt ra câu hỏi và lắng nghe thực sự. Điều số 8 ở đây các bạn. Đây là câu hỏi cho tất cả các bộ phận ở trong cái công ty của chúng ta. Thứ nhất là có điều gì chúng ta có thể cải tiến hoặc cải tiến để mang lại lợi ích cho khách hàng? Có điều gì chúng ta có thể cải tiến được? Được không ạ? Có là bây giờ có thể các cái team của chúng ta đang làm việc rất tốt rồi, nhưng chúng ta cần phải đặt một câu hỏi chung cho tất cả bộ phận, kể cả sản xuất, kể cả bộ phận về nghiên cứu, kể cả về việc mà về marketing. Marketing tại sao nhiều người nói marketing làm sao mà có thể cải tiến được cho mang lại cái lợi ích cho khách hàng được? Có phải là nếu bộ phận marketing biết làm những cái video hướng dẫn cho khách hàng của chúng ta biết chăm sóc sắc đẹp ra sao nè, rồi cách bảo vệ sức khỏe ra sao nè, thì có phải đó là một cái điều mà mang lại giá trị cho khách hàng không? Có phải cái bộ phận sale nếu mà họ biết làm những cái video hướng dẫn cho khách hàng của mình về cách chăm sóc da như thế nào, cách chăm sóc sắc đẹp ra sao, thì có phải nó mang lại giá trị cho khách hàng không? Đúng rồi. Rồi bộ phận về kế toán là nói chuyện với khách hàng, cái bộ phận mà admin để xử lý điều phối đơn hàng đấy, họ nói chuyện với khách hàng một cách nhẹ nhàng, dễ thương hơn. Thậm chí khi đó khách hàng người ta hỏi những cái thông tin và người này vẫn có thể đưa ra những lời giải, giúp cho khách hàng có những giải pháp tốt, thì có phải nó tốt hơn được không ạ? Vậy nên đây là cái câu hỏi mà các bộ phận mà chúng ta cần phải làm. Đó là có điều gì chúng ta có thể cải tiến hoặc cải tiến để mang lại lợi ích cho khách hàng hay không? Và đó là cái câu hỏi kế tiếp mà chúng ta cần phải hỏi. Và cái này chúng ta cần phải làm thường xuyên các bạn. Thường xuyên, đặc biệt mỗi lần chúng ta ngồi gặp với nhau, nói chuyện với nhau, chúng ta liên tục đặt ra những câu hỏi đó. Và khi chúng ta đặt ra những câu hỏi đó, đó giúp các thành viên của chúng ta đưa ra những cái ý tưởng, đưa ra những cái lời sáng tạo. Có thể nếu chúng ta làm được, đó là mỗi ngày chúng ta hãy làm điều đó, thì chúng ta thấy rằng là mỗi ngày cái đội nhóm chúng ta nâng cấp một chút, mỗi ngày nâng cấp chút, mỗi ngày nâng cấp chút, mỗi ngày nâng cấp chút. Và lúc đó, đó chúng ta đang cổ xí cho một cái việc, đó là cùng nhau sáng tạo. Thì lúc đó quá trình mà chúng ta học, chúng ta ngồi với nhau đó, chúng ta trong quá trình làm việc, chúng ta thấy cái này hay quá, cái này giúp cho chúng ta giải quyết được câu hỏi này, cái này giúp cho chúng ta giải quyết được câu hỏi là
điều này nó sẽ cải tiến được về kỹ năng sale, điều này nó sẽ giúp cho chúng ta cải tiến được về marketing để mang lại lợi ích cho khách hàng, thì câu hỏi nó được lặp đi lặp lại liên tục ha. Nên là cái câu hỏi của số 8 đó, đó là có điều gì chúng ta có thể cải tiến hoặc cải tiến để mang lại lợi ích cho khách hàng đó. Chào anh Lê Tấn Hiền nhé. Chào Trương Thiên Hương, em vừa mới gọi anh nhưng anh đang live nên là không nghe máy được. Ok. Rồi đó là điều số 8, xin mời các bạn cho nó hành comment. Và cái điều số 9 nữa các bạn. Điều số 9 này. Điều số 9 là điều nó cực kỳ quan trọng. Điều số 9 là điều cực kỳ quan trọng. Đối với một người lãnh đạo, đối với một người mà chúng ta dẫn dắt về team. Đó là gì? À, và bây giờ xin mời các bạn chúng ta share về một group. À, và chúng ta share với nội dung đó là Việt Nam vô địch à, để chúng ta ủng hộ cho đất nước Việt Nam chúng ta giành chiến thắng vào tối chiều thứ bảy tuần tới. Chào Nguyễn Yến, chào Hồng Thảo ha. Rồi, cái điều số 9 này, hãy chúng ta nghe cái từ này xong chúng ta comment và chúng ta lưu giữ luôn nha các bạn. Đó là sự khôn ngoan là áp dụng tri thức à, sự khôn ngoan đó chính là áp dụng tri thức. Áp dụng tri thức nhé các bạn, là áp dụng kiến thức. Có nghĩa là thường có thể chúng ta sẽ thấy cái việc mà đọc sách đó là việc nó rất quan trọng rồi. Nhưng tôi sẽ không ủng hộ cái việc mà chúng ta chỉ đọc sách mà chúng ta không áp dụng. Mà chúng ta hay gọi những người đó là những con người mọt sách à, mọt sách. Việc mà chúng ta đọc sách là chúng ta cần phải được áp dụng. Chúng ta học là chúng ta cần phải áp dụng, chứ không phải học rồi chúng ta để đó. Nó giống như thế này, nếu như 10 năm liên tục mà chúng ta đều đến một cái lớp võ thuật và chúng ta học, và ngày hôm nay ông thầy tập cho chúng ta cái động tác này, ngày mai tập cho chúng ta động tác khác, và chúng ta mỗi ngày chúng ta thấy rất hay và thầy giảng cho chúng ta rất nhiều triết lý về trong võ thuật, và chúng ta đi ra ngoài chúng ta nói là ô, ông này ông đang đánh cái thế này rất là hay này, cái thế này nó rất hiểm này, nó sẽ giúp ích. Có là chúng ta có thể nói mọi thứ liên quan đến võ thuật, nhưng khi chúng ta bước lên võ đài chúng ta lại không thi đấu được, chúng ta không thể đánh được. Bởi vì trong và mọi người hỏi là bạn có kinh nghiệm bao nhiêu năm về võ thuật, chúng ta nói là dạ em có 10 năm tầm sư học đạo về võ thuật, nhưng thực ra có thể chúng ta vẫn không chiến đấu được, bởi vì đó là những gì chúng ta thu thập được kiến thức, chứ chúng ta chưa hề áp dụng kiến thức. Áp dụng kiến thức đó là chúng ta học và chúng ta áp dụng, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại. Nên học là để làm, học để trở thành, chứ không phải học để biết. Nên nó không cổ suý cho cái việc mà chúng ta chỉ học để biết không, mà chúng ta cần phải học để làm, học để thực hành, học để ứng dụng. Nên những kiến thức có thể chúng ta học được một điều, nhưng chúng ta cần làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, cho đến khi nào đạt được thì thôi. Đó là cái, nên là cái sự khôn ngoan đó là áp dụng cái tri thức. Nên chúng ta mới thấy rằng là ồ, cái người này khôn thế, ồ, cái người nào hay thế, đó là vì người này áp dụng được những kiến thức. Trong lúc đó chúng ta có thể gặp được rất nhiều, nó cái gì họ biết, cái gì họ cũng hiểu, nhưng họ không làm được. Thì thường là chúng ta thấy những người đó cũng không có thông minh. Đó. Nên là cái sự thông minh, cái sự khôn ngoan đó là khi được áp dụng cái kiến thức. Nên chúng ta chỉ trở thành thông minh, chúng ta thực sự xuất sắc đó là khi chúng ta áp dụng những kiến thức mà chúng ta học được. Nên mỗi buổi live trong buổi tối nay cũng thế, chúng ta chỉ cần thu thập được một cái phần nào đó, có một ý tưởng nào đó thôi. Nhưng cái điều tôi sẽ vui hơn đó là khi chúng ta lấy được một cái ý tưởng đó và chúng ta áp dụng nó vào trong cuộc sống. Ví dụ như chúng ta thấy là cái sự kỷ luật đó là điều cần thiết. Chúng ta trong thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chúng ta tự kỷ luật với chính bản thân mình và chúng ta luyện cho mình một cái kỹ năng, đó là về kỹ năng về sự kỷ luật thôi, là điều đó cũng đã tốt lắm rồi các bạn. Chứ chúng ta không cần biết quá nhiều thứ, chúng ta cũng chưa cần phải làm quá nhiều thứ, nhưng chúng ta hãy làm một thứ nó thật tốt thì lúc đó nó sẽ hiệu quả hơn. Nên Lý Tiểu Long mới nói này, tôi không sợ 10.000 cú đấm khác nhau, nhưng tôi sợ một cú đấm được đấm đi đấm lại 10.000 lần. Nên chúng ta học được một cái gì, chúng ta hãy áp dụng nó các bạn. Nên là cái sự khôn ngoan đó là cái áp dụng cái tri thức bạn. Cái sự khôn ngoan đó là áp dụng cái tri thức, chứ không phải chúng ta biết nhiều đó. Nên á, ở đây đó là gì? Cái việc mà mọt sách và việc học, đó là hai cái khác nhau á. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần, chúng ta cũng sẽ thấy có rất nhiều người như thế này, đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều YouTube, đi rất nhiều hội thảo, học rất nhiều khóa học, và khi chúng ta nói với họ bất kỳ một điều gì họ đều biết, thì mà họ không làm, họ không áp dụng một cái gì đó, thì tôi hay gọi người, những người này đó là những người chuyên gia hội thảo, chuyên gia khóa học. Có là họ đi học, họ hiểu, họ thích, nhưng họ không làm các bạn, thì điều đó nó cũng không tạo nên giá trị.
trong lúc đó thường có những người thì họ học một khóa xong bắt đầu họ về họ làm đi làm lại, làm đi làm lại cho đến khi hiệu quả rồi xong bắt đầu họ mới đi học khóa kế tiếp, có là khoảng tầm 3 đến 6 tháng họ mới học lần. Và tôi cũng hay lựa chọn cái cách đó là 3 6 tháng, 3 đến 6 tháng tôi mới đi học một lần, sau đó về tôi làm đi làm lại, làm đi làm lại 3 đến 6 tháng đó cho thật sự nhuần nhuyễn hiệu quả, bắt đầu mình mới đi học tiếp. Rồi sau đó học và còn đọc sách thì mỗi ngày tôi vẫn đọc, nhưng tôi vẫn dành thời gian tôi phải tôi luyện và tôi học, tôi thấy một cái ý tưởng gì đó hay đấy tôi làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, và mình phải làm cái điều đó liên tục các bạn, thì lúc đó nó mới hiệu quả được. Ok, bạn Phan Phạm Lê Hồng Nam, cảm ơn anh đã giúp em hiểu ra được nhiều điều để áp dụng vào công việc kinh doanh thực tế của em rồi, cảm ơn em rất nhiều. Và như thế này các bạn, là khi mà chúng ta học, chúng ta hãy nhớ này, không phải là thu lượm kiến thức, mà học là để áp dụng kiến thức chứ không phải để thu lượm kiến thức. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ thu lượm kiến thức mà chúng ta chỉ đọc sách, chúng ta chỉ học và chúng ta không làm thì chúng ta đang làm một việc, đó là chúng ta thu lượm kiến thức. Mà điều quan trọng để giúp chúng ta trở thành một người lãnh đạo, để chúng ta có thể làm xuất sắc, để chúng ta làm hiệu quả, để chúng ta có thể dẫn dắt được team, đó là chúng ta học để áp dụng chứ không phải học để thu lượm kiến thức. Đó là hai điều nó khác nhau hoàn toàn nhé các bạn. Nên chúng ta hãy hiểu học là để áp dụng. Nên tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment về cái giá trị đó là học để áp dụng. Học để áp dụng. Chúng ta hãy comment học để áp dụng. Và hãy share về với nội dung Việt Nam vô địch. Đó. Buổi tối hôm nay chúng ta like, chúng ta chia sẻ nhưng chúng ta cũng không quên cái việc đó là chúng ta sẽ nói về Việt Nam vô địch. Đó. Và cái phần mà để chúng ta nhận cái kem đánh răng AP24 mà khi chúng ta comment liên tục 10 lần liên tục để chúng ta nhận cái AP24 á, miễn phí là chúng ta phải comment liên tục nhé các bạn, 10 lần liên tục thì mới được. Còn sau khi phần like này xong là chúng ta sẽ không có phần quà đâu nhé. Đó điều chúng ta lưu ý, để có nhiều bạn sau khi mà tôi like xong thì bắt đầu mới comment thì chúng ta không được tính, chúng ta chỉ tính khi mà chúng ta đang like trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Nên chúng ta hãy comment học để áp dụng, học để áp dụng nhé, học để áp dụng chứ không phải học để biết. Rồi nên là cái sự khôn ngoan đó là áp dụng tri thức chứ không phải là để biết. Em được rồi nhanh Linh. Ok Lucia Nguyễn Thủy, cứ người nào được là sẽ có bạn Trần Nhật Linh sẽ xem và thấy. Đạt Trần Hữu Đạt bảo bị spam rồi Linh ơi. Em vẫn thấy của anh comment, không sao hết. Học để áp dụng nhé các bạn. Rồi điều số 10 này, đây là bốn câu hỏi thần chú của một người leader cần phải làm được. Bởi vì tôi có rất nhiều người họ làm về công việc về quản lý đấy, thì họ hỏi tôi là anh Linh ơi, bây giờ làm sao để em quản lý? Tôi nói là khi mà em đặt một cái từ đó là quản lý, tự nhiên nó cảm thấy nó nặng nề, cảm thấy nó giống như là mình đang nắm đầu của nhiều người khác để mà mình quản họ. Chúng ta không phải làm công việc là quản lý trẻ con. Đúng là thậm chí trẻ con chúng ta cũng không cần phải dùng cái phương thức để chúng ta quản họ. Quản lý là quản họ, dùng pháp lý để quản họ. Thì nghe nó nặng nề đúng không? Tôi có cái cảm giác là cái từ quản lý là giống như là mình dùng cái pháp lý, dùng những cái quy tắc để quản họ, giống như đốc thúc họ, giống như ngồi để soi mói, cảm thấy nó không hay lắm. Thì thường là tôi nói này, tôi hay dùng cái từ đó là chúng ta là một cái người phụng sự, chúng ta là người phục vụ, lãnh đạo là phục vụ. Thì có bốn câu hỏi mà đối với một người leader, bốn câu hỏi của một người leader chúng ta cần phải làm. Và nếu câu hỏi này chúng ta leader đầu tiên đó, chúng ta lead với bản thân mình các bạn. Leader là người dẫn dắt, mở đường và dẫn dắt đúng không? Thì bốn câu hỏi then chốt mà tôi học được từ một người bạn của tôi. Thứ nhất đó là câu hỏi đầu tiên này. Câu hỏi đầu tiên đó là làm thế nào để công việc này nó hiệu quả hơn? Đó là công việc của một người leader các bạn. Công việc của người quản lý cũng thế. Có là gì? Mỗi ngày đều đặt một cái câu hỏi làm thế nào để công việc này hiệu quả hơn. Có phải khi chúng ta đọc sách đó cũng chính là tìm câu trả lời cho làm thế nào để công việc này hiệu quả? Có nghĩa rằng là ví dụ như cái người sale đó, làm thế nào để gia tăng giá trị đơn hàng hơn? Đó là công việc hiệu quả, là đơn hàng thay vì chỉ có một sản phẩm thì phải hai sản phẩm, ba sản phẩm, bốn sản phẩm đúng không? Rồi có phải cũng là câu hỏi làm thế nào để công việc này hiệu quả hơn? Đó chính là làm thế nào để bán được thay vì chỉ một sản phẩm thì ba, bốn, năm sản phẩm? Thì có phải là liên tục phải tìm ra lời giải cho nó đúng không ạ? Và mỗi ngày chúng ta đều tìm lời giải cho các câu hỏi đó thì có phải công việc chúng ta được cải tiến đúng không? Nên làm thế nào để công việc này hiệu quả hơn? Và nhiệm vụ của một người leader đó là nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi, rèn luyện và bắt đầu tìm ra những giải pháp.
để hướng dẫn cho đội ngũ. Nên nhiệm vụ của một người leader đó là liên tục làm sao để có được những giải pháp hay để cùng đưa về và đóng góp cho đội nhóm của mình. Là mình lúc đó mình thấy rằng là cái người sale này họ có thế mạnh này nhưng họ đang yếu cái này, thì lúc đó nhiệm vụ của họ là đưa ra những lời giải đáp và để giúp cho đội ngũ của mình có những cái giải pháp nó hay để phát triển, đúng không ạ? Giống như khi mà tôi làm dẫn dắt đội nhóm cũng thế. Cái công việc của tôi đó là luôn luôn liên tục làm sao nghĩ làm sao cho cái đội ngũ của mình nó làm việc ngày càng hiệu quả hơn. Bây giờ đã hiệu quả rồi, mình phải làm cho nó hiệu quả hơn nữa. Thì tôi phải đưa chương trình học gì, đưa chương trình huấn luyện gì, tôi phải hỗ trợ cho đội ngũ của mình những cái gì. Thì câu hỏi đầu tiên đó là làm thế nào để công việc này nó hiệu quả hơn nữa. Rồi, thì từ đó các bạn là khi mà tôi thấy rằng team ngày càng đông, tôi mới thấy rằng là team không phải ở mỗi Việt Nam không mà cả trên thế giới nữa. Điều đó làm cho tôi đưa ra một cái quyết định, đó là tôi không thể nào đi mà nói họp nơi này, họp nơi kia được. Cái thứ hai, và tôi thấy rằng là mọi người đều có một câu hỏi giống nhau. Nên lúc này tôi mới làm ra những cái video để hướng dẫn. Khi một thành viên mới vào, tôi có những cái lead video của những người cũ và hướng dẫn cho họ xem những cái video đó, bắt đầu họ học thông qua những video đó. Thì khi mình gặp lại mình á, thì những cái việc mà làm việc nó sẽ ngắn hơn, nó đơn giản hơn, nó gọn hơn. Thì đó là trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để công việc này nó hiệu quả hơn. Câu hỏi số 2 này các bạn. Và khi, mỗi lần mà tôi chia sẻ một câu hỏi này thì chúng ta hãy comment nó luôn các bạn. Câu hỏi số 2 đó là làm thế nào để công việc này nó nhanh hơn. Làm thế nào để công việc này nó nhanh hơn? Hiệu quả rồi, chúng ta bán tốt rồi, nhưng làm sao để chúng ta bán hàng một cách nhanh hơn nữa? Chứ nếu mà chúng ta hiệu quả mà chúng ta bán hàng vẫn chậm thì nó không tốt, bởi vì một ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ, làm việc khoảng 8 đến 10 tiếng thì làm sao để hiệu quả, để nhanh hơn? Thì nhanh hơn có nghĩa là nó sẽ giúp cái thời gian, tốc độ nó xử lý công việc nó nhanh hơn. Công việc xử lý nhanh hơn thì tất nhiên hàng hóa chúng ta bán nó sẽ nhiều hơn. Đó. Rồi ví dụ như giao hàng nó phải nhanh hơn này. Rồi xử lý lên đơn hay là chạy quảng cáo, mọi cái làm sao để nó phải tốc độ nó nhanh hơn, đúng không ạ? Rồi, đó là câu hỏi số số 2. Và câu hỏi số 3 này các bạn. Câu hỏi số 3 đó là làm thế nào để công việc này nó đơn giản hơn. Bởi vì phần lớn chúng ta khi làm việc, chúng ta cố gắng làm phức tạp hóa mọi vấn đề. Thì quan điểm của tôi đó là làm sao để mọi việc nó thật đơn giản vào. Thật đơn giản vào. Quy trình quản lý cũng thế. Làm sao, tôi thấy rằng là một mô hình nó chỉ có 5 người, thì trong cái công ty của tôi đấy, thì tôi không làm chia ra thành trưởng phòng, trưởng nhóm này chưa, tôi không làm cái điều đó. Và một cái team như vậy tôi làm thành 5 người và chỉ có một người lead. Và thường làm sao cái báo cáo nó thẳng trực tiếp từ cái người dưới cùng mà lên thẳng được trực tiếp với tôi luôn, để mọi vấn đề được giải quyết một cách nhanh nhất. Đúng không? Giải quyết nó một cách nhanh nhất. Thì đó là về trong việc quản lý, hay là về trong việc huấn luyện cũng thế. Cái thông điệp để nó thống nhất từ đầu đến cuối, thì vậy thì tôi làm một cái video, mà video đã được làm thì nó chuẩn ngay từ đầu đến cuối luôn quá. Nó không bao giờ thay đổi. Khi nào mình muốn thay đổi thì mình thay đổi video thôi à. Nên là chúng ta luôn làm sao để làm thế nào để công việc này nó đơn giản hơn. Rồi, kể cả việc báo cáo về nhập liệu, ví dụ như để mà chấm thưởng KPI cho nhân viên của mình thế, họ chỉ cần nhập là nó ra. Có thể cái hệ thống đó tính phức tạp giống như cái điện thoại iPhone các bạn. Chúng ta dùng có phải là người lớn cũng dùng được, trẻ con cũng dùng được, tất cả mọi người đều dùng được. Thì khi mà tôi làm thế, đó là trong cái công ty của mình, là dù cái hệ thống quản trị phía sau là nó phức tạp, nhưng mình phải làm sao để nhân viên vô đã gọi điện xong nhập cái số liệu, rồi cái người chạy quảng cáo nhập số dữ liệu gái, là mình biết nó đang lãi hay đang lỗ. Mỗi ngày mình nhìn thấy được con số đó thì từ đó mình mới đưa ra những cái quyết định nhanh được. Rồi, chào Thủy Tiên. Thế đó là mình phải luôn đặt ra những câu hỏi là làm thế nào để công việc này nó đơn giản hơn. Có là nó phải đơn giản một cách hết mức có thể. Đúng rồi, đơn giản rồi mình phải làm có cách nào đơn giản hơn nữa. Bởi vì để chúng ta, khi mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống doanh nghiệp lớn để chúng ta vươn ra về thế giới đó, thì chúng ta cần phải làm đơn giản hóa mọi thứ. Khi mọi thứ càng đơn giản thì chúng ta sao chép nó càng dễ. Và đó là điều mà chúng ta thấy là quán cà phê của Starbucks hay là của Coffee Bean, nó đều thiết kế nó rất, chúng ta nhìn nó rất đơn giản, nhưng đơn giản như thế nó không hề dễ một chút nào, đúng không ạ? Nó không hề đơn giản một chút nào, nhưng chúng ta phải liên tục làm được cái điều đó. Và có phải là cái Starbucks vì nó làm đơn giản nên nó sao chép được trên toàn thế giới, đúng không ạ? Còn những quán cà phê sân vườn của chúng ta từ trước giờ đó, vì nó phức tạp quá nên chúng ta rất khó để chúng ta nhân bản nó ra. Nên ở đây đó là thứ nhất là hiệu quả này, thứ hai nó phải nhanh, và thứ ba nó phải đơn giản. Rồi, và điều thứ tư các bạn, câu hỏi số 4 này. Câu hỏi số 4 là câu hỏi then chốt cho người leader.
Đó là làm thế nào để chúng ta truyền đạt được cho nhiều người, làm thế nào để giúp cho được nhiều người áp dụng được những điều mà chúng ta vừa nghĩ ra. Đúng không ạ? Làm thế nào để chúng ta giúp được nhiều người? Bởi vì cái người leader là chúng ta có một cái team và chúng ta phục vụ được nhiều team. Vậy thì khi mà để mà tốc độ tăng trưởng đó tôi đặt trong mục tiêu 5 năm tới, mình phải đạt được doanh số 1 tỷ đô. Vậy thì tôi làm cái việc đó không phải chỉ đơn thuần là thị trường Việt Nam mà nó còn có cả thị trường về thế giới. Vậy thì để làm được điều đó, tôi phải làm chuẩn hóa tất cả mọi cái bằng video để mình có thể truyền tải được cái thông điệp cho tất cả mọi người. À, chứ nó không phải chỉ gói gọn trong một người, hai người hay ba người, đó là sự khác nhau. À, vậy thì lúc này thì tôi phải luôn nghĩ là làm sao để mình truyền đạt được. Rồi mỗi ngày tôi phải luôn nghĩ là làm sao để mình đã huấn luyện cho một cái người ấy, hay là chia sẻ hay là hướng dẫn được cho một cái người làm việc với một cái tốc độ nhanh hơn. Và làm sao để mình có thể hướng dẫn được cho nhiều người hơn thì tôi phải dùng bằng hệ thống về internet. Đó là lý do thời gian tôi ít đến công ty hơn. Và tôi làm sao chỉ thông qua một cái điện thoại, thông qua một cái máy tính các bạn. À, bây giờ tôi sẽ mở cho các bạn xem. À, tôi sẽ mở cho các bạn xem. À, để các bạn thấy là đang cái màn hình tôi đang buổi một buổi tối như thế này. Tôi live và các bạn sẽ thấy rằng là tôi dùng rất nhiều cái thiết bị. À, tôi dùng rất nhiều cái thiết bị. Rồi. Ok các bạn. À, cho các bạn thấy. Rồi. Đây các bạn thấy đó là phải có hai cái iPhone đây nha các bạn. Rồi đây là cái cục này này, đó là cục livestream. À, nói về Mivu nó là sẽ trên một cái diện rộng á. Rồi đây là một cái laptop nữa. Đó. Và cái điện thoại mà tôi đang live ở đây đó là một cái điện thoại khác. Đó, còn ở đây còn có thêm hai cái điện thoại khác nữa. Rồi. Ok các bạn. À. Vậy thì có thể có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ thấy một cái điều như thế này. Tôi làm À. Bởi vì tôi làm ở nhiều cái kênh khác nhau ấy. Nhiều cái kênh khác nhau thì tôi phải và ở nhiều cái thị trường khác nhau thì tôi phải dùng những cái máy khác nhau, những cái video khác nhau. À, những cái gì chung thì mình phải làm chung, rồi phải có nhiều cái trang thiết bị và tất cả mọi cái tôi dùng bằng mọi cái thiết bị ở đây đó là những cái phần về về live rồi quay video rồi rất nhiều cái khác nữa, rồi ứng dụng về phần mềm làm sao để tôi chỉ đứng sau một chiếc máy tính, một chiếc điện thoại nhưng mình có thể truyền tải thông điệp với toàn thế giới. Đó là cái mà tôi luôn suy nghĩ và phải tìm cách làm nó bằng được. Và mọi cái mà tôi huấn luyện cho đội ngũ của mình cũng thông qua cái webinar, thông qua cái chiếc điện thoại, thông qua hệ thống về online. Bởi vì bây giờ online truyền truyền hình bây giờ trực tiếp như các bạn đang thấy đấy, tốc độ nó rất nhanh và rất hiệu quả. Chỉ cái mạng nó thật tốt vào là chúng ta hoàn toàn làm được các bạn. Và cái cục livestream mà tôi cho các bạn thấy đây, nó giống như việc đây là cái Mivu các bạn. Là cái quay của cái này này giống như một cái về truyền hình. Ví dụ như livestream mà để mà cho mọi người thấy được là cho mọi người thấy được là cái góc nhìn mà chuyển cái này chuyển cảnh này cảnh kia đấy, thì khi người ta nhìn vô người ta cảm giác giống như là một có phải chục cái máy quay ở trong đó, nhưng thực ra đó những lúc mà tôi quay như vậy đó, đó là tôi chỉ có một cái cục này thôi và nó quay một cái góc độ rộng, xong rồi bắt đầu nó zoom lại gần, nó phóng xa, nó giống như một máy quay chuyên nghiệp bởi vì cái này là quay bằng 4K. Rồi kèm theo nữa là ví dụ như khi mà mình di chuyển, mình phải di chuyển và mình phải quay những video mà để nó cái hình nó không bị rung thì nó phải có cái cục đó là ESMO Mobile, là quay mình đi thì nó vẫn là luôn giữ một cái góc hình rất là chuẩn và nó rất là đẹp, thì nó giúp cho mình có những cái thước phim, những cái video nó rất là chuẩn các bạn ha. Thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Vậy thì nó xuất phát từ việc đó là câu hỏi là làm thế nào để giúp cho mọi người biết đến, thì lúc đó tôi phải dùng rất nhiều cái thiết bị như vậy để làm. Ok các bạn, rồi ha. Những cái này thì tôi không bán mà các bạn chúng ta phải tìm trên Google để chúng ta mua. À, đó là những cái thiết bị mà tôi chuẩn bị để tôi làm cho cái công việc của mình. À, vậy thì đó là 10 điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái buổi tối hôm qua và buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta có những câu hỏi gì chúng ta có thể comment và đặt ra những câu hỏi và tôi sẽ tư vấn và chia sẻ cho các bạn. Ok các bạn. Rồi. Ok, không ngừng nỗ lực, xin chào. Bạn Phan Lê Hồng Anh, em chào anh, máy em hết pin. Ok, chào anh Đức. Rồi, chúng ta hãy comment về Việt Nam vô địch các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và buổi tối hôm nay chúng ta có những cái câu hỏi nào chúng ta vẫn có thể comment để chúng ta trao đổi và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, và xin mời các bạn chúng ta hãy share về 10 group để chúng ta nhận quà của cuối chương trình này. Thứ nhất đó là cái bộ DVD về online marketing từ A đến Z, có đầy đủ hết tất cả từ lý thuyết cho đến thực hành, và cái video và đó là cái video về cái tài liệu đó là về nghệ thuật thuyết trình.
Rồi. Rất hay, em hẹn gặp châu Âu. Rồi. Dương Mạnh Cường chào anh. Hưng Trần mới comment 4 lần bị spam rồi anh ơi. Anh ơi cho em hỏi. Ok, Đinh Trương. À, bạn cứ hỏi đi rồi mình sẽ tư vấn cho bạn. Rồi. Rất hy vọng là một buổi nào đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách mà chúng ta live stream như thế nào cho nó ok. Anh chia sẻ cho em về cách bán kem đánh răng AP24 hiệu quả với anh ơi. À, Vũ Văn Điệp. À. Rồi Đinh Trương anh ơi cho em hỏi câu hỏi. À, bạn vào trong cái lớp về khởi nghiệp. À, trong đó là mọi người chia sẻ khá là chi tiết ha. Mọi người chia sẻ rất chi tiết trong đó rồi. Thì mà bạn cứ vô cái group đó để chúng ta được add vô thì chúng ta sẽ thấy ở trong đó. Việt Nam vô địch hiện tại toàn bị ngắt quãng ạ. Vân Nguyễn được nhận này, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa được nhận này, Đạt Trần Hữu Đạt chúng ta được nhận này. Rồi ok cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ cái buổi livestream của chúng ta và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi livestream vào tối ngày mai. Tôi sẽ nói về cái việc chúng ta làm online marketing như thế nào cho hiệu quả. Ok, xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.